Chào tất cả các bạn, tôi Lương Chuyên ơi, rất vui được gặp lại các bạn ở video chia sẻ mẫu nhà đẹp tiếp theo. Thì hôm nay công ty cổ phần kiến trúc Isato chúng tôi muốn giới thiệu các bạn một mẫu nhà vườn như các bạn đang nhìn thấy đằng sau, có diện tích lên đến là gần 200 m². Sau đây xin mời các bạn ngắm qua kiến trúc mặt tiền của công trình này. Ok, để nhìn thấy hết vẻ đẹp của công trình thì tôi sẽ đi lên. Đây, các bạn đang nhìn thấy đây. Đi lên từ đây, các bạn nhìn thấy thì nó chuẩn hơn. Tôi phải đi rất là xa ở đây để các bạn nhìn thấy, có thể quan sát được tất cả cái kiến trúc bốn mặt của công trình. Thì chúng tôi làm ra video này để muốn chia sẻ với các bạn mà đang có dự định xây nhà mẫu nhà vườn kiểu như này. Nếu mà đang có khuôn viên hoặc khổ đất tương tự thì cũng có thể tham khảo cái kiến trúc cũng như không gian của công trình này. Đây, như các bạn nhìn này, chiều ngang của khổ đất là các bạn nhìn này. Chiều ngang của khổ đất của công trình là 17 m, còn chiều sâu là hơn 20 m. Đó. Dạ. Đó, tôi sẽ zoom lên để các bạn nhìn thấy mặt tiền của công trình. Đấy, thì đây là cái kiến trúc mặt tiền của công trình này. Ok. Rồi. Chúng ta cùng ngắm tiếp công trình nhá. Tôi sẽ sang mặt bên này, các bạn nhìn thấy mặt bên hông. Đấy, thì công trình thì tách ra một khu vực nhà chính và một khu vực bếp ăn. Đấy, như các bạn nhìn thấy cái chỗ tách cái phần mái tôn đấy, đó, nó tách riêng ra. Rồi. Đấy, công trình thì cũng mới vừa hoàn thiện xong thôi, vẫn còn đang dang dở một số hạng mục như cổng, hàng rào nữa. Rồi, chúng ta sẽ nhìn từ góc độ này đi, thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đấy, các bạn nhìn thấy đây, công trình này làm ở một cái vị trí rất nổi bật này, ngay bên cạnh đó, cái kênh đó. Đây, các bạn nhìn thấy kiến trúc công trình từ đây đó. Hiện tại đang công trình này đang được đánh giá là công trình to nhất của cái xã. Tôi sẽ zoom lên cho các bạn nhìn thấy chi tiết hơn. Rồi. Đấy, tôi sẽ dừng lại để các bạn nhìn thấy, quan sát cái mặt tiền của công trình. Ok. Rồi, chúng ta cùng tiến vào bên trong để cùng ngắm kỹ hơn kiến trúc của công trình này. Đó. Đặc biệt công trình này được sơn bởi một màu vàng mái đỏ. Đấy, càng nổi bật thêm công trình của chúng ta. Trước mặt công trình cũng là một cái kênh như này. Đó. Rồi, chiều ngang của khổ đất nhá, như các bạn nhìn thấy từ hết hàng rào đấy, hàng rào này đến hàng rào kia là 17 m. Ok. Chúng ta cùng tiếp tục tiến vào phía bên trong. Hàng rào thì vẫn còn đang hoàn thiện nốt, hàng rào inox như các bạn đang nhìn thấy đây. Đây, hệ cổng của công trình này được đổ bê tông, sàn ngói. Ok, đây là mặt tiền của công trình. Đây, cái tiểu cảnh đang là dáng dở, là còn đang trang trí đây. Đấy, các bạn thấy đây là đổ bê tông hết đấy, sơn giả những kiểu như khúc gỗ. Cây cảnh này. Này, mặt tiền công trình này. Đấy, tôi sẽ các bạn nhìn thấy không, rất đơn giản, chỉ có những một số cái đường nét thôi. Đấy, và có một cái số điểm nhấn nhá. Đấy, cộng thêm với màu sắc phù hợp đã làm nổi bật hoàn toàn lên công trình của chúng ta. Và công trình của chúng ta được tôn lên 75 phân. Như các bạn nhìn thấy 5 bậc như trên hình, lại càng nổi hơn công trình này. Thì nếu mà các bạn làm công trình dạng này, kiểu nhà vườn này, thì lên là chúng ta phải tôn càng cao thì càng đẹp. Lời khuyên tôi là thường là 75 phân. Đấy, so với lên của công trình. Đấy, lên của công trình thì được lát gạch như này, gạch đỏ. Đấy, hệ hàng dừa đây.
Hồi dừa đang được trồng. Rồi, đây là một cái hiên đầu hồi phía bên tay phải. Sẽ đứng đây các bạn nhìn kỹ hơn. Đây là thẳng có một cái lối khoảng hơn 2 mét đi xuống khu vực bếp, hoặc là nhà có công chuyện là không phải đi qua cửa chính, sẽ đi thẳng xuống khu vực này và lên trên bếp của công trình. Cũng rất tiện lợi, họ để xe cộ cũng có thể để bên dưới này. Đây là mặt bên này, các bạn nhìn mặt bên này trang trí này. Đấy. Mặt chữ A thì tổ mối. Đấy, và những cái con sơn tắp cửa sổ giả trang trí rất đẹp. Đây, quay kỹ hơn cho bạn trên này. Đó, đó. Đó, các bạn nhìn thấy khoảng sân ra rất là rộng này. Rất rộng. Rồi bây giờ chúng ta cùng tiến vào bên trong để tham quan cái không gian của công trình nhé. Thì tôi xin nhắc lại cái chiều ngang của công trình này là tính đến hiên, hết cái hiên bên phải là 14 mét. Đấy, và toàn bộ chiều ngang của khổ đất là 17 mét. Rồi, và chúng ta cùng vào bên trong. Đấy, cái toàn bộ cái chỗ hiên các bạn nhìn thấy là từ đây ngoài hiên, tính cái vị trí mép cột ấy, đến vào cái bức tường ở cái cửa kia thì là 4 mét, còn trong lòng nhà là 5 mét, 9 mét đúng không ạ? 9 nhân 14 và thêm cái khu vực bếp là 4 mét, cái chiều sâu tính theo chiều sâu ạ. Rồi, đây một cái hiên rất rộng này. Thì ở khu vực này đã bố trí được một phòng rồi, một phòng ngủ. Đấy, là có một cửa lách ra hiên, nên là cái khu vực cửa chính của phòng khách, thêm có một cửa sổ ở từ hiên đầu này, rất rộng. À, em trai. Sáng em lên. Anh là gia chủ công trình. Anh tên gì anh nhỉ? Không, à. Anh Hưng chính là gia chủ của công trình này. Đấy, các bạn nhìn thấy rất là rộng này. Anh chị Thu. Thu ơi. Em xin phép anh bật cái điện lên cho nó sáng. Rất là rộng. Chị Thu đo xem cái phòng khách này là khoảng bao nhiêu mét vuông riêng phòng khách thôi. Đấy. Rất rộng. Ở đây chơi không toàn. Không, đi lại cho nó về tắm. Đấy, cửa lách ra. Không chơi nữa bà. 8,5 này. 8,5 đúng không? Như vừa rồi chị Thu đo thì là 8,5 nhân 5,1. Rất thoáng, được bố trí một cái cửa sổ chính ở đây. Chiều cao công trình này như vừa rồi bác chia sẻ là 4,5 đúng không anh? Tính lên đến trên mái đấy đúng không? Đấy. Rất rộng các bạn. Gạch này thì là anh gốc gạch 80 anh nhờ. Vâng. Rất rộng, rãi, thoải mái. Và xin chia sẻ với các bạn thì toàn bộ hệ trần của gia chủ thì là hệ trần gỗ. Trần trên thì anh đổ bê tông đúng không anh? Và làm trần gỗ. Trần gỗ này là gỗ gì anh ơi? Gỗ dổi anh ạ. Gỗ dổi. Như chia sẻ của anh thì vừa rồi là 1,8 triệu mét vuông. Đấy là thợ Huế làm. Đó, các bạn có thể ngắm qua kiến trúc của cái hệ trần của công trình này. Ở đây có một cái cửa sổ. À, một cái cửa lách đi ra ngoài khu vực hiên. Ở phía bên tay phải này các bạn. Ở đây có thể xuống bếp luôn. Đấy. Và đây có một cái cửa sổ của phòng khách. Ok. Đây, các bạn này nhìn hệ trần từ đây. Rất rộng rãi. Và công trình này thì được 4 phòng, 3 phòng ngủ anh nhỉ? Vâng, 3 phòng ngủ ạ. Vâng. Chị Thu ơi, vào xem phòng này bao nhiêu mét vuông. Đây là phòng ngủ đầu tiên này, các bạn này, ở khu vực đầu hồi lồi ra đấy ạ. Đấy. Rất đẹp.
Đấy các bạn nhìn thấy cái giường này kê thoải mái này, cả đây, tủ. 28 này. Bao nhiêu? 28. 28 à? Gần 3 mét nó chiều này. Đấy, chiều ngang các bạn đang nhìn trên màn hình đấy. Năm mét đúng không? Đấy, tức là gần 15 mét vuông. Rất rộng rãi, còn có một cái cửa đầu hồ đi này. Một cửa sổ nữa. Và đây là khu vực phòng ngủ số 2. Chị ơi, chị Thu xin phép anh bật tí điện lên cho sáng. Chị xem khoảng phòng này bao nhiêu mét vuông. Chị vào hẳn đi, đo đi. Đấy, một cái phòng ngủ số 2 kế bên phòng ngủ số 1. Đo thẳng vào, đo đi sát vào đây đo này. Đấy nó chéo rồi. Đấy, đo thẳng. Đây, lắp hệ điều hòa này. Điều hòa này là chung hai phòng luôn à anh? Anh, chung hai phòng luôn à? Chung hai phòng ạ. À, đây, đây con này là bao nhiêu nghìn anh? Con này 12 nghìn. À, vẫn thoải mái đúng không? Mát đúng không? À, bao nhiêu? 3,5 thì 29. Rồi, gần 10 mét vuông. Đấy, các bạn vẫn kê đầy đủ. Nhà mình thì sinh hoạt thường xuyên là khoảng mấy người anh? Nhà mình sinh hoạt thường xuyên thì khoảng mấy người anh? Đây có hai vợ chồng với hai đứa mẹ vậy. Thế là có bốn người. Thì một phòng thì chắc là dành cho các cháu đúng không? Các cháu còn nhỏ. Đây là phòng tiếp theo, phòng ngủ số 3. Anh chị Thu xem phòng này bao nhiêu mét vuông? Đó. Cũng đầy đủ giường tủ. Đó. Rất rộng rãi. Bao nhiêu? 3,5 m nhân 2,9 m đúng không ạ? Rồi. Ok. Rộng hơn. Ở phòng số 2. Đấy, như các bạn đã thấy. À, như vậy là anh có một phòng khách rất rộng và 3 phòng ngủ. Đấy, đủ sinh hoạt cho 4 người. Và đây là khu vực phòng bếp ăn thì anh có xây riêng ra, đấy, tách móng riêng, xây tường và làm xà gồ thép lập tôn như này. Các bạn nhìn thấy rất rộng rãi. Cái bàn ăn này chắc phải 10 người anh nhỉ? Đấy. Mà dưới đây anh làm phong cách rất đơn giản nhưng mà đẹp. Các bạn nhìn thấy những cái cửa sổ này. Đấy, rất sáng tạo. Xong bằng song sắt thôi. Và cửa thì kéo tôn lại. Đấy, mà không gian rất là thoáng rộng như này. Đó, các bạn nhìn thấy đấy. Và toàn bộ khu vực phòng ăn thì anh có ốp gạch. Đó, chiều cao lên trên cửa sổ, mép cửa sổ một tí thôi. Đó, rất rộng rãi. Đây là khu vực bước xuống ra sau này. Đó, bước xuống này. Đó. Đó, các bạn nhìn thấy không gian rộng rãi. Chị Thu ơi! Chị xuống đo cái phòng bếp xem nào. Đấy. Đó, chiều dài, chiều rộng bếp nha. Đấy, hai cửa sổ hai bên. À, và giữa là khu vực bếp. Đấy, bàn ăn kê thoải mái. Đây có cỗ kiếc nó dài được mấy mâm. Đấy, gọi quạt hút mùi đây. 3,8 m đúng không? Đấy, một con chiều này. Đúng rồi, đây đo từ đây đó. Ba mét tám nhân 8,5 m đúng không? Rồi chị đo cái hành lang này xem là bao nhiêu. Hành lang là vào khu vực vệ sinh ấy. Đấy. Đấy, khu vực vệ sinh thì anh có đổ trần ở bên trên để test nước và năng lượng mặt trời. Bao nhiêu? 3,5 m. Bao nhiêu? 3,5 m. Đấy, đây hành lang 1,2 m và trong này thì anh cũng đã ốp gạch rồi. Của khu vực vệ sinh này. Đấy, và ốp toàn bộ gạch lên đến tận trên trần như này. Khu vực tường ấy. Đấy, nhìn rất là sạch sẽ. Đấy, và anh cũng chia riêng là phòng tắm riêng và vệ sinh riêng. Đấy. Phòng tắm này thì cũng ốp toàn bộ lên đến trần, có cửa sổ lấy sáng này. Đấy, nhìn thấy phòng tắm này rộng rãi thoải mái không ạ? Rất rộng đấy. Đó. Rất rộng. Rồi. Đây là máy lọc nước, máy giặt để luôn ở khu vực này.
Đấy, và cuối hành lang thì có một cái cửa sổ lấy sáng lấy gió. Ở đây là khu vực vệ sinh. Đấy, vệ sinh đây. Đấy, cũng có cửa sổ lấy sáng lấy gió. Đấy, kia cũng chắc chuẩn bị lắp một cái quạt hút mùi nữa. Ok. Đấy, như vậy là các bạn đã vừa tham quan toàn bộ công trình từ A đến Z của cái mẫu nhà cấp 4 với diện tích là 13 x 14, nếu mà tính cả khu bếp đấy ạ. Nó rơi khoảng là hơn 180 m² đấy, hơn 180 m² tính cả khu bếp. Rồi. Anh ơi, cho em hỏi là nếu mà tính cái thời điểm mà bây giờ mà mình xây dựng xong ấy anh, mà chưa tính bàn ghế thì mình khoảng hết khoảng bao nhiêu tiền anh? Chưa tính bàn ghế chắc là 1 tỷ. Dạ. Tầm 1 tỷ. 1 tỷ là đã có sơn rồi chưa? Có hết sơn rồi. Có trần chưa? Chưa. Chưa trần. Tức là mình không tính nội thất thì là 1 tỷ. Là sơn đầy đủ rồi. Đã tính cổng sân vườn chưa? Hay chưa anh? Anh chỉ tính hết. Là 1 tỷ sau cổng sân vườn. Đấy. Rất rộng rãi thoải mái. Như vậy là các bạn đã vừa tham quan một cái mẫu nhà. Đó, một cái mẫu nhà vườn rất là thích hợp với những ai mà có diện tích đất rộng. Như khuôn viên của đất này là 17, chiều ngang và chiều sâu là hơn 20 m. Đấy. Thì nếu mà các bạn có cái tầm tiền khoảng 1 tỷ. Đấy, với cái khổ đất khuôn viên như thế này, thậm chí rộng hơn nữa, thì theo tôi là cái mẫu nhà này rất đẹp và rất hợp lý. Các bạn nhìn thấy xây lên rất nổi lên. Đấy, chứ tầm tiền 1 tỷ mà các bạn làm 2 3 tầng thì chưa chắc đã đẹp mà đủ kinh phí như cái công trình này đâu ạ. Đó, thì hy vọng video vừa rồi chia sẻ giúp ích cho mọi người có một cái mẫu nhà nữa để tham khảo. Nếu các bạn cần dịch vụ tư vấn thiết kế các cái không gian cũng như là các cái kiến trúc mặt tiền của công trình đẹp thì có thể liên hệ chúng tôi sau đây bên dưới, chúng tôi có thể tư vấn thiết kế cho các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để nhận được nhiều video chia sẻ hơn, mẫu nhà đẹp hơn nữa.